Đun thuốc gia truyền cùng kết hợp với công nghệ hiện đại. Nhà Be xin giới thiệu ấm sắc thuốc SB-AST35 đây ạ. Những thông tin về máy như mã sản phẩm, điện áp, tần số, công suất hay dung tích đều được ghi lên vỏ hộp. Be luôn đảm bảo sản phẩm chính hãng nên luôn luôn có tem phụ bằng tiếng Việt. Và toàn bộ sản phẩm Be cam kết bảo hành 18 tháng và 1 đổi 1 trong 30 ngày. Để kích hoạt bảo hành vô cùng đơn giản, chỉ cần quét mã QR này qua camera hay Zalo đều được nha. Sản phẩm bên trong bao gồm một giấy hướng dẫn sử dụng, một đế kèm dây, một bát uống thuốc, có một bình đun thuốc và cùng theo đó là một nắp bình. Sản phẩm đã đi kèm theo giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, dễ dàng cho mọi người sử dụng. Với giá cắm 2 chấu phù hợp cho mọi gia đình Việt Nam. Và đó là toàn bộ sản phẩm ấm sắc thuốc đến từ nhà Be. Các bạn hãy comment phía dưới để được chúng mình tư vấn nha.